Ok nhá, xin chào các bạn trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay cùng nhau đây chốt hạ cái banner của dưới sự kiện bãi biển này đúng không? Mình chốt hạ xem liệu có lên được con Alan lên được con 3 sao không hay phải ngậm ngùi để chấp nhận chơi nó ít sao. Thực ra chơi ít sao khó chơi lắm. Bây giờ mình đang xem liệu hôm nay có thể cố gắng được không. Bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Hiện tại đây bắt đầu nó sang tháng mới sẽ reset một số cái shop tháng. Thì đây mình để ý trong shop tháng là nó cho mình được quyền mua thêm tối đa 10 cái vé vé trắng nữa. Cũng như là có thể mua quy đổi được là 14 cái vé trắng lấy 10 cái vé đỏ và cho phép đổi mình cứ hai vé trắng một vé đỏ tối đa được 10 lần. Tức là cho phép mình đổi tối đa được 20 cái vé đỏ từ vé trắng. Tức là tổng cộng mình sẽ cần là 34 cái vé trắng. Mà rất là may mắn, rất là tình cờ là mình vừa hit 34 cái vé trắng. Thế ra mình đổi hết luôn sang vé đỏ nhé. Ở đây hiện tại cái banner này mình còn 40 phát nữa ăn bảo hiểm. Mình xem liệu có may mắn bảo hiểm dính con không hay bị bảo hiểm lệch con. Nếu bảo hiểm dính con thì may mắn, và nếu mà lệch con thì cũng có thể may, có thể buồn. Nếu nó ra cái con Butterfly hay ra con Crusader thì ngon để tăng sao. Nhưng nếu giả sử nó ra một con ngẫu nhiên nào đó trong hai con khác, hai con đấy mà lại không thuộc cái banner này thì là buồn. Còn nếu nó ra một trong hai con trong banner này thì cũng miễn cưỡng coi là vui được. Còn nếu mà vui nhất nó ra được con Alan, con Alan này, con Alana này, con Alana này, cái con mình đang cần lên 3 sao. Nó ra được một con nữa thì mình rất là mừng. Mình xem bây giờ liệu vận may có mỉm cười hay không nhé. Bây giờ mình sẽ quy đổi vé trước đã. Mình chui ra ngoài mình quy đổi vé nhé. Mình quay ở đây mình đổi. Ở đây mình sẽ quy đổi vé sang. Không, đây quy đổi sang phát là 34, đây là dư 20 đúng không? Mình đổi sang được 10 vé này. Tiếp tục là mình đổi tiếp bên này ra, mình đổi mắc. Mình đổi mắc là được 10 vé nữa là 20 vé đúng không? Với 10 cái vé đang có sẵn trong này nữa, 10 cái vé đang có sẵn ở trong cái banner này nữa là 30 vé. Thực ra 10 vé đấy là từ vấn đề hôm qua code hòm thư nó tặng cho 10 vé, đúng không? Là tổng được 30 vé. Với lại cái số thủy tinh này đủ cho mình lần x10 là 40 vé. Tất nhiên mình chắc chắn bảo hiểm rồi. Giờ mình sẽ quay xem là chốt hạ banner này có vui mừng không nhé, hay là buồn 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 tê tái nhé. Nếu mà may mắn ra được hai con SR thì ngon, tức là trong 40 vé được một lần ra SR, thế một lần bảo hiểm có thể ra được tối đa là hai con. Còn mình nghĩ là ba con là điều gần như là không thể đâu. Nhưng mà thực ra để hên hay xui thì chưa biết được, nhưng mà chắc chắc là tạm tạm vậy. Mình hy vọng sẽ hên đúng không? Đấy là anh quay nhé. Video này có gì để chém gió hay không, nó nằm ở chỗ để quay ra tướng hay không đấy. Biết đâu ra cái màu đỏ đỏ giật giật lác lác vậy, liệu có ra màu đỏ không? Ô, màu đỏ thật này. Ô, có khi nào? Có khi nào? Con này có gì đây? It's just streaming. Cái này liên quan đến biển là chắc chắn là trong banner rồi đúng không? Chắc chắn trong banner mà ra con nào mình không nhớ câu thoại lắm. Có khi nào vận may mỉm cười không? Chỉ cần ra một con vẫn ra được hai con đấy chứ. Con gì đây? Con gì đây? Địch mạnh ấy ra con bơm máu à? Mình thì đang hóng con Alana hơn. Cay à? Các bạn có bơm máu mình không cần bơm máu lắm. Tầm này cấp mình cao rồi bơm máu lại không cần lắm. Ra Alana thì xuống sướng hơn. Tôi cứ quay vẫn còn hy vọng. Địch mạnh ấy chứ mà quay ra vậy khó ra Alana đó. Rồi ok. Kíp qua này, quay phát ra đang mừng không ra đúng cái con mình cần, mà dù có đấy cũng được nhưng mà con kia nó ngon hơn. Tiếp tục quay đến phát nữa nhé, mà khó 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 ra được hai lần liên tiếp lắm. Banner thì ra được mấy phát rồi mà buồn đấy. Bảo hiểm mà ra trúng con Alana thì ngon, vẫn còn hy vọng. Cố lên nào. Ô, lại giật giật lác lác này, có khi nào ra thêm phát nữa không ta? Phát này ra không, màu đỏ không, còn màu trắng rồi. Cuộc sống nó không may hai lần nữa không? Tí nữa bảo hiểm không biết ra con gì, quay tiếp 10 phát nào. Khó lắm, nói chung là nãy ra rồi, giờ khó ra phát nữa đó. Chỉ giờ phát bảo hiểm thôi. Cái này màu trắng tiếp rồi. Này màu trắng ship qua, bây giờ bên đây bắt đầu đến phát này, bắt đầu quay phát này là ra bảo hiểm này. Là xem phát này dính không nhá. Các bạn mình không muốn chơi búp máu lắm đâu, thế búp máu bây giờ thấy không cần thiết lắm. Cho mình một con đỏ đi, một con đỏ đi. À quên, bảo hiểm thì kiểu gì chả đỏ không? Quan trọng là con đỏ này có ra được hai con hay không thôi, chứ còn kiểu gì chả có một con thôi. Đây phát này bảo hiểm thôi mà, đúng không? Đấy, tiếp xem liệu ra con gì nhé. Đừng đừng ra trùng con máu nhé. Ra ra trùng con máu cũng được nhưng mà nó hơi buồn. Thì mình đang muốn tăng cái con đam. Đây phát này xem con gì nào. If my law win is I am at your gì đấy. Câu này con nào nhỉ? Đéo nhớ. Câu này không nhớ con nào. Ôi giời ơi, ra con Alana, con này con tanh à? Con này con tanh thì phải, đậu phộng nếu phải con mình cần. Đúng là bảo hiểm lệch chán vãi trưởng. Con này thì thực ra thì cũng mạnh nhưng bây giờ mình không dồn con này làm gì. Bây giờ mình có những sự lựa chọn khác tốt hơn rồi đúng không? Con này lúc đầu game khá là mạnh nhưng bây giờ hiện tại với team của mình không cần nó lắm. Thôi,
Nói chung là vỡ mộng rồi. Như vậy chẳng lẽ mình lại lên chẳng lẽ mình lại lên cái con bơm máu 3 sao à? Cay nhỉ. Cay, hay mình quay cố thêm tí nữa. Hiện tại đang là 150 phát là coi như reset về 150 là quay hết một vòng bảo hiểm rồi đấy. Cay nhỉ. Tức thế mà biết được. Mình đã tưởng vận may mỉm cười mà không ra là Alana phát nữa. Thì hiện tại bây giờ các bạn thấy hiện tại mình cố, hiện tại bây giờ nếu mà giả sử lên con Misaki kia 3 sao thì cũng nghĩ cũng chưa đủ lên. Thì hiện tại bây giờ nếu mà lên thì sẽ là quay để cái chỗ mình xem quy đổi nhá. Ví dụ bên này nếu mình đổi bên này mình mất 300 điểm mới được 250, nhưng mình phải quay thêm khoảng tầm 50 lần nữa mới đổi được một con, đúng không? Tiếp tục là mình có một, ví dụ mình đã có một con Misaki Super Moon rồi. Nãy mình quay thêm một con nữa lên là 1 sao. Bây giờ đổi thêm chỗ này phát nữa là được 2 sao, nếu mình quay thêm 50 lần. Rồi rồi được 2 sao. Tất nhiên là chưa đủ vé để quay, nhưng mà nếu giả sử quay thêm ấy. Rồi sang bên này nữa phát nữa là 3 sao. Thế thì đen thế nhỉ? Nhưng biết đâu 150 lần đấy mình là lại ra được một con Alana thì sao nhỉ? Hay chắc mình lại nối video tiếp cho bạn xem nếu mình quay cố. Với điều kiện là mình quay cố được, nếu giả sử mình túng quá mình không quay cố thì thôi, nhưng mà nếu mình quay cố được có thể mình sẽ lên thêm. Thật sự thấy không buồn vãi chưởng đấy. Mình đã kỳ vọng rất nhiều rồi. Giá ra con này đẹp, để ra cái con bên này mới đau chứ. Tại vì ra bây giờ bơm máu nó không có giá trị nhiều. Mình đang cần con này phối hợp cùng với con Butterfly của mình, cái con Alien ấy, để kết hợp để kết liễu địch sớm, để cướp lượt địch sớm, để tiết kiệm lượt cho mình. Chứ bây giờ mình bơm máu lên thì nó chả để chả có ý nghĩa gì nhiều. Tại vì team mình nhiều khi có mất máu đâu mà bơm. Thứ hai là bơm máu lên đi thì nó mất đi một lượt, mà đôi khi chỉ tăng được máu, nó không gây sát thương được mấy. Thành ra mình không hướng với con bơm máu lắm. Nói chung là buồn, buồn quá. Không biết là nên buồn hay vui, thực ra cũng vui vui, ra tướng thì cũng vui, nhưng mà nó lại không được vui trọn vẹn lắm. Nói chung là ra cái tạm thời cứ nâng tạ lên 1 sao đó đi, nhưng mà thực ra thì bực nhà, hơi buồn, buồn vui lẫn lộn, không biết nên khen hay chê đây. Còn nâng cả skill, nâng skill hơi tốn vàng, chưa cần nâng sớm nhé, từ từ nâng, để xem Alana có lên được không nữa. Thì hiện tại mình có mỗi 1 triệu vàng, 1 triệu vàng số tiền, nữa. À, có mỗi 100.000 vàng, chưa chưa nhiều vàng lắm. Nâng bây giờ, nếu hôm nay ra con tướng tiếp nữa hơi tốn, bởi vì chờ đợi thôi. Để chờ đợi, nói chung là cơ hội thì vẫn còn nhưng phải kiên trì chờ. Để ghép tiếp video các bạn xem nhé. Ok, ở thời điểm này ở đây thì mình cũng sắp sửa hết cái thẻ tháng, thẻ tuần gì đấy rồi nên nói chung mình mua tiếp 2 cái gói này nhé. Thì này về đây mình mua thì mất thêm khoảng tầm 539 đúng không? Trừ đi tí xíu này. Tôi còn mua tiếp cái gói bên này mất thêm tí xíu, mất thêm 209 mất thêm một tí nữa. Mất bao nhiêu nhỉ? Mất 539 thôi. Rồi bỏ đi một tí. Đấy thì còn dư có tí xíu điểm, một cái điểm dư còn tí xíu tôi bỏ qua. Mình được 15 cái viên kim cương. 15 viên kim cương thì tôi lại miễn cưỡng đi mua mấy cái vé, mình quay tiếp xem có ra là Alana phát nữa không nào. Mình quay ở chỗ 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 nào thì chỗ dưới này. Shop này sang bên shop tháng rồi mình đổi tiếp mấy cái này. Đổi được thêm khoảng tầm ở đây được 6 7 được 7 vé nữa. Đấy được 7 vé, sau đó mình quay xuống dưới mình gacha tiếp với cộng cái kim cương mình có nữa thì mình hy vọng sẽ hên một tí. Mình quay về chỗ banner summon nhé. Ở thời điểm mình quay cái này mình đã quay xong một vòng 150 lần rồi, thì được một con Alana rồi, nhưng mình muốn hy vọng lên được nhiều sao hơn ấy thì mình cũng quay cố một tí xíu. Hiện tại mình có 7 vé với 4.361 thì mình xem được bao nhiêu vé. 4.361 và chia cho 180 một lần quay, như vậy tương ứng với khoảng tầm 24 lần quay. Vậy thôi mình gọi cho là 23 cộng với 7 cho nó tròn đi là được 30 lần quay, thì hy vọng xem là liệu có đen không. Rồi mình sẽ quay tiếp nhé. Ở đây hiện tại ít nhất được 30 lần quay rồi. Thì hy vọng sẽ thấy con Alana nhé, nếu không ra nữa thì cũng tuyệt vọng lắm. Thì các bạn mình muốn lên 3 sao thôi, ít sao có đánh đấm nó được cái gì đâu. Mình sợ không ra, sợ bắt 150 vé mới ra thì chịu. Tại là mình đánh mình tích thêm cái điểm bảo hiểm thôi. Hy vọng ra cái màu đỏ đỏ. Không được rồi, màu trắng là đen rồi. Các bạn lần trước mình quay nó khá là đỏ nên mình sợ nó đen. Banner này mình ăn ăn được cả 2 con rồi. Phát này nhọ rồi. Đã bắt đầu quay tiếp bằng cái su xanh nữa. Phải ra cái màu hồng hồng mới hy vọng được. Thôi hỏng rồi. Phát cuối cùng, bây giờ phát cuối cùng nó không ra thì đen rồi. Tại vì để mình quyết định xem mà chơi nó bao nhiêu sao ấy. Chơi 1 2 sao thấy chơi như không chơi. Rồi quay nốt phát này không ra nữa thì nguy hiểm đấy, thì lại phải nối video tiếp thôi. Phát này như không không ra nốt thôi. Thôi như vậy ở nhọ rồi đấy. Như vậy là ấn vòng vầy không ra thì nguy cơ cao là toạch rồi. Rồi bây giờ hiện tại mình xem cái bảo hiểm bao nhiêu. Mình đang gấy cố cho đủ 300 tích điểm mình đổi thêm một con đấy mà. Thì ở đây ví dụ vào quay lại chỗ store nhé. Ở đây hiện tại vào cái shop liên quan đến vấn đề gacha. Đây, cái shop này hiện tại đây ấy, thì cái điểm của mình ở đây hiện tại mới được có đây là đâu ở giữa 280 điểm. 280 điểm như vậy là chưa đủ đúng không?
Thực ra thích thì mua thêm 5 vé chỗ này cũng được, thì kiểu tại không mua thì 18 ngày sau cũng hết, lại reset lại ấy. Nhưng mà đấy, ý nó là 280 điểm, mình cố cố 300 để đổi thêm một con Alana ấy. Nhưng tuy nhiên nếu đổi thêm một con thì mình chỉ lên được một sao, 2 sao thôi, nhưng mà không lên được 3 sao. Tại vì nếu đổi bên này được một con này, bên này đổi một con là một này, bên đổi bên này cố được con nữa là hai, thì lên được 2 sao, không lên được 3 sao. Nên mình vẫn cần phải gacha được một con nữa, thì cần thêm vé. Buồn thế không biết được. Bây giờ các cái gói mua vé ở đây thì hơi đắt, ví dụ đây mua cái gói rẻ nhất thì là 1450 mấy đúng không? Gói này như mình thiếu đúng không? Gói này mình còn có 299 thôi. Còn nếu mình mua cái gói này mình được thêm bao nhiêu rồi? Mình được thêm khoảng tầm chục vé nữa. Chục vé nữa với 500 điểm đúng không? Thì gọi cho là 500 mình chưa chưa được đổi phát nữa. Nếu mà mình mua tròn nhất thì mua cái gói này tròn nhất này. Gói này thì mua thì gọi cho cộng tí dư dư thì gọi cho là được khoảng tầm 30 lần quay. Là coi như gói này là vừa khít nhất, nhưng mà tốn nhiều nhất tận 2979 cơ. Thôi cái này để mình ghép video sau, hôm nay chưa chốt. Ở thời điểm này, thời điểm còn không ngày là kết thúc cái banner còn 19 tiếng. Nên thôi mình quay nốt những vé cuối cùng, nó không ra thì tôi chấp nhận nhịn nhé. Nếu không ra thì mình lại nhịn banner tiếp vài banner, thì mình cứ cố cho Alana lên 3 sao, mà nó không ra một con trùng thì mình cũng không lên được. Nên giờ mình sẽ quay nốt phát này. Không được thì chịu nhé, mình nghĩ tỷ lệ cao sẽ không được đâu, nhưng mà cứ quay nốt cho nó mãn nguyện đi, không lại luyến tiếc lại bảo ui đang quay vậy xong quay cố nốt, nhưng mà quay về chắc nó chả ra đâu. Ô phát này màu hồng ơi, vẫn phải ra thật à, nhưng mà quan trọng là ra có bị trùng không, nên ra không trùng thì cũng vứt đi thôi, vẫn lại có hy vọng đấy, nhưng chỉ sợ ra con nào nó không trùng thôi. Con này không biết có gì, mình không nhớ mấy câu thoại của một số con tướng lắm, tại vì ít khi ra tướng thì không nhớ lắm. Con gì đây? Đây những cái lần quay cuối của mình rồi. Có này gì nhỉ? À đây rồi, ôi, tuyệt vời, tuyệt vời. Đây được 3 sao rồi. Mình đang tuyệt vọng, mình may quá mình sáng suốt để quay cố. Quay cố thì đẹp rồi, đẹp rồi. Để có tướng rồi mình sẽ lên con này 3 sao. Để nó bổ sung một dàn đam của mình. Mình đang cần thêm một con 3 sao nữa. Tuyệt vời nhá. Những cái phát cuối cùng đấy mình đã định thôi đấy. Rồi nhá, tuyệt vời. Như vậy ok đấy. Như vậy mình kiểm tra tí mình sẽ nâng lên 3 sao. Không thể ngờ đến ngày cuối cùng của banner có thể hoàn thiện được nó 3 sao. Thế này có video các bạn xem mình đang tưởng tuyệt vọng, mình đang tưởng toạch đúng không? Thế đồ đây quay về nhé. Đầu tiên là con Alana của mình đây đúng không? Mình sẽ tiến hành nâng nâng lên một chút xíu. Nâng lên này là một sao đầu tiên này. Giờ cần thêm hai con nữa đến 3 sao đúng không? Thì xếp vào trong ô bên này. May quá vào trong store đi. Xong cái này nhận nhận chút cái quà của cái gói ngày này. Tiếp tục vào đây đây bên không có nhầm cái shop ở dưới nhỉ. Đây shop này. Mình sang bên này ưu tiên lên 3 sao trước còn chấn thứ tinh đổi sau nhé. Chấn bây giờ đổi gấp cũng chả được. Mình có 290 mình gacha cố một lần x10 nếu mới đổi thêm một con nhỉ. Để mình xem có thể cố được một lần x10 không, tại vì đang có 290 chứ mình sẽ đổi một mảnh bên này này. Là lên một sao với đổi một cái bên này nữa. Nhưng mà cái bên này thì mình lại đang thiếu 10 lần gacha nữa. Là kiếm đâu được 10 lần gacha nhỉ, 491 thì lại chưa đủ. Xem nhận quà linh tinh sẽ có được thêm 10 lần gacha, thiếu một tí nữa. Thực ra cái thời điểm kết thúc thì nó vẫn chưa hiện ra. Nhưng mà hình nhớ không nhầm mình như là sau khi kết thúc banner xong nó lại đếm ngược một số ngày chứ định sao nó mất ấy. Thì ở đây hiện tại chưa có ngày mất này, nhưng mình cũng đang muốn ấy sớm đi để lâu nó nguy hiểm, không để lâu có rủi ro ra. Còn xem có gói nào nó ít vé không nhỉ, mình xem có cái gói nào ít vé không, lấy vài vé nữa ấn nốt một tí cho nó xong thì biết đâu được thêm con nữa 3 sao. Không, con nữa 3 sao không được. Ở đây mình xem có cái gói nào nó rẻ rẻ không nào. Cái gói rẻ nhất cũng phải 1.400 thì mới được 10 vé đúng không? Rồi được thêm 10 cái bình thể lực. Còn mấy gói kia đắt. Gói này được cái gì đây? Pha lê, 1.000 pha lê với 500. 1.500. Cái này mất 620. 1.500 là gần đủ đấy. Được xem 1.500 là thiếu một tí xíu. Mình xem khép khép. Nhưng mà mình có đủ kim cương nhỉ? Nếu mình còn bao nhiêu xu nếu mình mua gói này được 1.500 với kiếm thêm một chút pha lê xanh thì chắc là được cái nhỉ? Tại vì cần 1.800 mà. 1.000 cộng với lại 551 thì mình tìm gói nào nó rẻ nhất với mình thôi. Thì 1.800 trừ đi thì mình có thiếu có 249. 249 nhưng mà nếu mình mua được một gói bên này. Cái giá chênh nhau cũng nhiều, để mình mua tí kim cương, mình mua lẻ kim cương mất 69. Mất 69 điểm thôi thì mua thêm khoảng tầm một cái kim cương nữa là được hai kim cương thì mình sẽ mua được một cái vé trong cái chỗ shop tháng này, mua thêm một cái vé này nữa. Thì được thêm một vé này nữa có vẻ là kinh tế hơn đúng không? Tại vì nếu mình có mua thêm tí nữa mình chỉ còn phép mua thêm 3 cái gói thì tức là mua tối đa là 6 kim cương. Nếu nạp 6 kim cương thì 6 kim cương nếu 6 kim cương lẻ 69. 69 mà nhân với lại 6 kim cương đây có một tức là thêm 5 kim cương. 69 nhân 5 là bao nhiêu? 69 nhân với 5 thì mất 345 rồi.
Nói chung là kiểu gì thì kiểu thôi, mua cái gói này, mua gói này không biết là xu còn có đủ không nhỉ? Tức là mua gói kia được thêm cái bình thể lực ấy, nhưng mà phải hơi đắt, 1.400, rồi xem mình còn bao nhiêu điểm nữa. Đây mình còn có 299 à. À phải khéo mua gói này được, vì đằng nào cũng thiếu. Tại vì các bạn bây giờ đằng nào mình cũng chuẩn bị lực cho sự kiện Giáng sinh cũng được nhỉ. Đây rồi khéo cố gói này đi. Thì còn 299 mình sẽ bơm thêm một chút xíu nhé. Đấy, sau khi mình bơm xong một chút xíu mình sẽ mua cái gói này cho tiết kiệm nhé. 10 vé thêm ít bình thể lực luôn thì chuẩn bị sự kiện luôn. Còn nói chung là đợt gacha tới thì sẽ không gacha nữa không? Tại vì tầm này mình sẽ không cố gacha làm gì nữa. Bây giờ mình sẽ ấn một phát X10 nữa cho hoàn thiện. Biết đâu thêm con tướng nữa là thử vận may tiếp không nhỉ? Cứ thử vận may tí xíu biết đâu ra tướng. Hay thử vận may banner chấn. Tại vì hiện tại cái banner này giờ cũng còn thiếu rất nhiều mới ra là tiếp. Banner bên này thì mình không quay rồi. Hay quay bên này biết đâu thì có Inase. Hay xuống đây kiếm cái chấn hên xui nhỉ? Nhưng mà cái chấn bên này lại không tính vào, nó lại tính tích điểm khác thôi. Có quay thì quay cái này thử vận may có Inase nhá. Thế nào bây giờ cũng chẳng có gì để mất, mình chỉ lấy để mình đổi mảnh thôi mà. Rồi thì cứ thử nhá, biết đâu được con Inase nữa cho đủ bộ thì tốt. Và không được thì thôi nhá, mình sẽ ấn thử một phát 10 vào đây. Hay ấn bên này biết đâu có được thì lại không, thì mình được hai con 3 sao nhỉ? Tại vì bên này nhá, mình này mình đã được con Misaki, mình đã quay một con trùng rồi. Như vậy thì, à không, nhờ được con trùng nữa, thêm một con nữa về, giả sử ra thêm con nữa thì cũng không đủ điểm để đổi lên 3 sao. Đấy, cứ thử bên này biết đâu được con tướng được siêu tầm. Ấn nốt cho nó có lệ nhé, chủ yếu là mình lấy điểm mình đổi cái 300 mảnh lấy một con mình nâng sao thôi. Mình không hy vọng ra cam tiếp đâu, à không hy vọng ra màu đỏ tiếp đâu. Nhưng mà cứ ấn bừa đi biết đâu ra, đúng không? Cứ thử vận may đi. Đấy, cái này màu trắng trắng là hụt chắc chắn rồi đúng không? Mình chỉ ấy cố một tí cho xem hên xui nào thôi. Rồi bây giờ mình tiến hành mình quay về kia, mình sẽ đổi 300 mảnh lấy một con nữa. Tại vì đột phá thì mình 3 sao. Nếu mà lâu lâu mình sẽ lên tướng một lần chứ mình không lên thường xuyên, tại vì làm gì có tài nguyên mà lên thường xuyên. Mình sẽ lâu lâu mình lên một lần thôi. Đây sang bên này này, ở đâu xa xuống cái shop dưới. Đây mình sẽ đổi lấy một con Alana ở đây. 300 điểm vừa khít 300 nhé, mình đổi con này. Nhìn kỹ đúng chưa? Đúng rồi không? Tại vì con này đây mình thấy còn 19 giờ nữa thì mất con này đấy không? Thì mình bắt buộc phải đổi nó tiếp. Tức là hình như là game theo cơ chế mình đoán, hình như là cái con ở đâu một số con đây con nào tính giờ cả đây, đúng không? Tức là bên này nó không tính giờ nhưng mà bên này nó tính giờ. Như vậy nếu mình không đổi luôn bây giờ thì tí nữa hết thôi. Khoảng tầm tiếng nữa, khoảng tầm một ngày nó sẽ mất đúng không? Nên mình bắt buộc đổi con này luôn cho nó gọn. Nên đó rồi sao mình phải quay cố gọn từ hôm nay đấy. Rồi sang bên này đổi thêm mảnh con này nữa. Còn một số bạn sẽ hỏi cái mảnh này có tích được không, thì về lý thuyết là tích được. Nhưng tuy nhiên bạn phải nhớ một điều là tích được, nhưng mà sang con sau thì nó cũng chỉ cho bạn đổi, nếu chỉ cho bạn đổi 0 trên 1 đấy, 1 trên 1 đấy thì bạn tích được xong bạn cũng đổi được đâu. Còn trừ còn bạn nào chơi bình dân nhé, tức là bạn nạp ít hoặc bạn không nạp thì làm gì có cơ hội để bạn lên được hai con cùng 3 sao cho một banner đúng không? Bạn giỏi lắm được một con 3 sao cho một banner trừ khi bạn quá may mắn. Nên thành ra bạn tích những chả làm gì, nên đó do mình muốn xử lý luôn trong đợt này. Thế còn bây giờ tích thì tích được, nhưng mà tích xong sang banner sau cũng chỉ đổi được một mảnh. Ví dụ bạn tích được 200 cái điểm này thì bạn chỉ đổi được mảnh một con. Còn cái này là dạng mảnh. Bạn có đổi thêm, ví dụ bây giờ bạn ví dụ bạn không ví dụ mình không quay con Inase ở trên này, mình dùng 100 điểm đấy mình mua một con này về, nó cũng chỉ là mảnh, nó không không thành tướng được. Nên, nhưng mà thành tướng là cái 300 điểm bên này mới là thành tướng này. Nên đánh ra đôi khi bảo cái này tích được hay không nó không quan trọng. Tại vì tích xong thì cũng không dùng được đâu. Còn những bạn nào nạp nhiều nó còn có giá trị một tí xíu. Còn những bạn nào nạp ít không ăn thua đâu. Nên là tích hay không bạn đừng quan tâm cái đấy. Còn bảo tích được không thì về lý thuyết là có nhé. Bởi vì mình chưa tích bao giờ nhưng mình nghĩ là có, thì không khống chế thời gian gì cả. Rồi mình quay về đây mình nâng nó lên 3 sao đấy. Bắt đầu mới có cơ sở cho cái này nó mạnh lên được, chứ bình thường ít sao có đánh nó khó. Tại vì khi bạn nâng sao mới nâng được cái skill lên. Cũng như là giảm cái hồi chiêu xuống này. Cứ thế cái sao thứ ba là tự động sẽ hồi chiêu sẽ giảm xuống một lượt. Nó sẽ giúp bạn mạnh hơn. Đấy là mình lên được 3 sao xong nhá. Rồi ở đây skill mình nâng lên. Nâng ultimate trước đi nhỉ. Cho nó đánh nó đau. Không biết vàng này có đủ sức cho mình nâng hết không? Nó tiêu lượng vàng rất nhiều nhé, cái vàng nâng mấy cái chiêu lên tốn rất nhiều. Rồi, tiếp tục nốt cái chiêu này nữa là xong này. Sau có thể xem mình nâng UR con này nữa. Để mình làm con tam chủ lực thứ hai, con này hoặc là con Crusader của mình. Mình đã xem xét một trong hai con mình sẽ lên UR. Còn đồ đạc nó vẫn hơi yếu nhưng mà trước mắt mình nâng tương đối vậy chút được, con này 3 sao rồi sẽ khỏe hơn rất nhiều so với cái con trước khi lên 3 sao. Thế rồi con này có thể mình tự tin hơn chút xíu để kết hợp với con Alien của mình. Nhưng ở cái thời điểm mình được con này 3 sao hiện tại thì chưa có chỗ nào cho nó thể hiện cả. Tại vì loanh quanh như các cái sự kiện ở đây hiện tại thì hết cái để thể hiện rồi. Nó phải thấy là quanh quanh đây không có sự kiện nào đủ trâu bò để mình có thể thể hiện được nó ấy. Còn đánh những cái sự kiện bình thường thì rất là dễ. Nhưng bây giờ cứ cho vào được cái cửa khó nhất của cái siêu số 8 thì cửa cuối cùng ấy. Nhưng mà đánh nó vẫn là rất là dễ thôi. Mình nghĩ là đánh vẫn dễ dễ thôi. Đây mình sẽ cho con đấy vào nhé. Mình cho con đây Alana vào nhé. Mình sẽ bỏ đi con này đi. Cho Alana vào.
Cửa này nó khắc hệ gì ấy nhỉ? Cửa này nó sẽ thiên hướng hệ thủy. Rồi tôi quay trở lại. Con này đang ở hệ đấy à? Phải lấy cái này gỡ ra. Này gỡ ra. Này con này bỏ ra cũng được. Cho Blue Moon rồi. Con này vào đấy chấn nó vào. Cái này bên này cái thủy, lấy cái thủy thì level 30 ở dưới. Đây lấy cái này nhé. Đấy để vầy đánh thử xem sao, có nên bỏ bớt đam đi không nhỉ, để nhiều đam quá nó yếu. Thôi cứ để vầy đánh thử nhé. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ rất là dễ nhé, tại vì căn bản là mình đang bị mạnh quá so với cái map này. Mà ở thời điểm mình quay video này không có cái map nào đủ khó ấy. Thế ra là có thể mình cho các bạn xem sau. Mỹ nhất con này ba sao nó khỏe hơn rồi. Tắt auto nhé để đánh thủ công một chút xíu. Đầu tiên con này quét qua một vòng này. Mấy con này máu rất là dày không, nhưng mà nó cũng yếu thôi. Này khắc khắc hệ cho chém chết luôn thì cũng được. Chưa chết rồi con này quật bồi thì có chết đâu. Ồ đam mình vẫn chưa đủ to rồi, mình vẫn phải nâng đồ con này thêm nữa nhé. Ba sao là lợi hơn về cái hồi chiêu rồi, nhưng mà đam mình vẫn chưa đủ to rồi. Mình sẽ phải cải thiện thêm. Có thể mình chọn cửa này hơi bị khủng quá so với tầm của Alana. Cái đặc thù của Alana là bạn phải chém sao phải chết được một con. Thế đánh mà không chết được một con hơi khó. Alana có vẻ lại khắc hệ con này hơn này. Mũi tên đỏ là khắc hệ hơn nhưng mà đang bị thu hút từ con kia, vẫn chưa chết được nó. Như vậy phát này chưa cho Alana tỏa sáng được. Nhưng ý nhất là có 3 sao cơ sở để mình nâng nó nhé. Còn hiện tại giờ có vẻ với mình hiện tại vẫn chưa đủ mạnh. Còn đánh thì mình vẫn sẽ win thôi, đánh thì vẫn sẽ win thôi. Giờ có mỗi con thì con Alana cũng chả làm gì nhỉ. Mình thử chui ra cái cửa khác nó yếu hơn tí xem nó có quật được không nào. Mình restrict nhé. Kiếm cái cửa nó vừa tầm một tí, cửa này có vẻ nó hơi bị dày máu quá. Xuống cửa 8 gạch 11 xem nào. Nếu có dày máu tiếp thì chịu nhé. Mình không biết chọn cái cửa nào cho nó hợp lý cho nó thể hiện. Tại vì máu nó dày quá và Anna mình chém chưa đủ đau. Vì thôi mình phải build thêm đồ nữa. Đồ thì mình hơi lười build, mình chưa build mấy. Máu vẫn dày lắm, máu dày vậy chắc là khó đánh rồi. Chém cái con ngoài cho bớt máu đi, cho Anna chém thử xem có chết không nhé. Rồi Anna chém thử con bên hông mình trước, có vẻ nó ít máu nhất này. Nhưng mà con này hay cái này khắc hệ hơn à. Tôi cứ thử chém con bên hông mình trước đi. Đấy chết được rồi. Chết được rồi. Ui giời. Đấy đấy đấy. Đấy giờ chỉ bị mỗi cửa cuối nó hơi trâu quá nhé. Còn tầm cửa này bắt đầu đánh được win rồi này. Đấy để phát huy sức mạnh của Alana một tí xíu. Nhưng hiện tại giờ sức của mình phải nâng con Alana mình mạnh hơn nữa. Mình nghĩ là số sao là được 3 sao rồi. Thì cơ sở mình nâng nó khỏe hơn nữa. Còn mấy cái cửa sau nó máu nó vừa tầm hơn thì mình đánh nó dễ hơn rồi. Cái này chắc là đánh chết luôn chứ. Đấy nói chung là cho mọi người nhìn qua một chút xíu thôi. Còn hiện tại nó chưa xứng tầm lắm đâu. Tại vì căn bản là nó cũng đồ nó cũng hơi cùi cùi phèn phèn. Ít nhất là nó được lên 3 sao nhé. Thì hôm nay ít nhất là mình cho được em Arana lên 3 sao rồi. Có thể cho nó vào trong giao diện bên ngoài tí nhỉ. Arana ở chỗ nào đây. Đây cho em này vào bên ngoài tí nhé. Đấy hôm nay tạm thời mình nâng được em này lên thành 3 sao, khoe các bạn một chút vậy. Còn để cho nó mạnh tuyệt đối hiện tại vẫn chưa so với mấy con ngày xưa đâu. Mấy con ngày xưa hiệu ứng nó ít nhưng mà nó ra nhiều con, nó lên nhiều sao, nó vẫn khỏe lắm. Thế đồ đạc dồn cho mấy con đấy hết rồi. Con này từ từ mình cải thiện dần. Thôi kết thúc video ở đây nhé. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Một cái banner rất thành công nhé. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.